September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like. Nó có cái bàn ngay bên giữa đó, hai người hay đậu ai tới dài mua ai mua. Tới bảy mình đã thua rồi. Rồi tiếp theo là lượt Tăng Đức nha. Đội nào, đội nào, đội nào. Ê, ở ngoài có quyền bắt độ nha. Bây giờ mấy em nghỉ nhậu rồi xem chơi tranh tài này. Ok. Tự do thoải mái. Ok. Nhà này sao? Ok, kẹo đây là đang điểm số thi cao nè, có đang chuẩn bị chưa? Ok chưa? 3, 2, 1, go! Chơi đi, mình chơi đi, đâu có về nhà đâu còn chơi được đâu. Nhớ bỏ súng ống rồi nha. Ôi trời, gà đây cao cái gì? Gà cao lắm như gà vừa. Cái này cái gì? Chơi chắc một con ăn nha. Dũng Liêm ơi. Ôi chạy ok chưa? Dắt ok chưa? Dắt cho nó thủ cướp xuống. Nè, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, cướp. Dắt. Cố lên. Ừ. Quá nè. Rồi bắt đầu thận giao đấu với thốt nốt nha anh em. Thốt nốt đây. Cái bọc đỏ màu xanh gì đó. Ông nào bức mẹ con dây người ta rồi. Do tranh giành quá và cái cọng dây cột làm tiêu điểm ở giữa nó bị rớt nha anh em. Giờ phải nhờ bạn khác treo lại cái cọng dây mới. Ê, mới đem nhìn biểu diễn con thú nè, sao treo được sợi dây của cô à luôn. Thôi, treo ở dưới đây. Đưa cái ngôi chuyện bạn viên nào bên kia á, kêu cho dễ. Đợi giải đao cái xíu nha. Ok, bạn ấy ra trên này kìa. Phú ơi. Chú ơi, đây kìa. Cảm ơn. 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 Cả
Không, cái đó mức đỏ. Rồi rồi, buông buông hai tay ra cột đi. Buông hai tay ra cột. Thận giao. Em ghé trong quán thấy vui quá, chạy ra chụp hình live stream hay gì kìa em ơi. Chỉ là chụp hình thôi hả? Hai, một, rút. Đúng lắc, đúng lắc, đúng lắc nha. Đúng lắc, đúng lắc luôn. Anh em có quyền đá nha, chọn đội nào đá lần ly bia. Ôi mình canh ta hay dữ liệu ta đấy, cho đây thắng không mà ta. À, Đặng Nguyễn 67 đấu với Kỳ Nam. Quên phải ngắn thôi quên. Nhiều duyên em. 100 chẳng 50 đúng rồi. 50. Đúng rồi. 50 gạch giùm. Vì là vị trí là cái gì cho một đường bước qua mặt cánh đúng không? Rồi anh em xin dậm ơi, trận này đấu kịch tính đi nha. Họ đó cởi đồ đi. Trời luôn chị đi. Đó, một ngày rồi. Chuẩn bị nha anh em. 3, 2, 3, come on. Rồi ok. Ok chuẩn bị nào. 3, 2, 1, go. Xô không xuống luôn, gỡ tay xô không xuống luôn. Phú ơi, chồng Phú, đưa cái áo của em vô cột luôn đi. Lại văng cái nút thắt rồi nha anh em. Giờ phải nhờ chồng Phú ra cột lại cái mới. Rồi em bên gà cam. Rồi, sao vậy? Lấy ly bia liền ngay nè. Rồi cam, ok chứ cam. Xanh, tới đó. Ok chưa? Thắng này. Bắt đầu không? 1, 2, 3, come on! Chúng tôi nè, cho em cá nhân thôi.
tự như vậy. Rồi nè, Vĩnh Liên mình đụng với ăn vô Tăng Giao cái gì đây, ok, tập trung em ơi. Thôi tránh ra, tránh ra. Ok, chuẩn bị cho lại 3, 2, go. Dậm nha, dậm nha, dậm 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 mặt dậm nha. Rồi, ok. Rồi, thế, thế, cùng thế, học sao, học sao. Đúng lắm, đúng lắm, đúng lắm. Đúng lên thắng. Rồi, coi chú đóng lên, bóp giờ. Chạy một cặp thôi. Anh em cứ chọn chiếc thoải mái chưa? Bây giờ chơi nhá. Không, mình bình dành chai đi. Mình dành chai. Nó đông đưa đôi khi chụp nó giật nhau á, đúng không? Em hả? Trời, chụp cái chai, chụp chai rồi là thôi. Không nhận nước nha, không nhận nước. Ok nha, đúng hay lại nha. 3, 2, 1, go. Đưa anh thừa anh đâu về lại nhân gian. Ô vị trí số 1 rồi, quá nhanh luôn tốc độ. Có ai đuối không? Ai đuối không? Rồi ok, và đợt hai cũng không tự chọn. Ông Long thì cho giải cái đụng dép. Trời ơi. Cái đứng thứ ba ngon nhảy ông đứng trên bờ ông dòm. Một vậy chứ. Cộng mười mấy được không? Lấy cào đâu vậy nè. Rồi nè, số 4 mình xin cuối cùng chuẩn bị nhảy nè. Đếm nè. Ba con lung. 1 2 3 go. Chơi đi tôi tặng mà. Ba cộng sợi dây thun cuộn tóc.
Sắp trên nè. Thôi tên tao đứt về nè. Thôi tên sắp chân về nè. Nhảy ơi nhảy. Em ơi. Con cờ vậy. Sao đi kiếm cái mặt anh em vui không? Rồi giờ bắt đầu kết thúc chương trình, tạm biệt anh em. Anh em về đi chứ anh Đức về không cần đâu. Về anh mong phi lai. Dạ dạ. Anh Đức là bị tôi xả hết xe rồi. Rồi chào tạm biệt anh em luôn. Kết thúc video tại đây nha. Anh em sức khỏe luôn. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Rồi chúc anh em có một buổi đêm tốt đẹp. Sức khỏe nha. Tiếp tục hành trình về đây anh em ơi. Dọc đường về có biết hôm nay có được em nào không? Lại tiếp tục. Sao tới nổi chợ gần 200 mấy mét á. Rồi ok. Một vụ bắt cóc phụ nữ giữa ban ngày mới xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long. Trưa 15 tháng 11, một nhóm người đi trên ô tô 7 chỗ ở đến quán cà phê và khống chế nữ chủ quán là chị Võ Thị Tê 29 tuổi đưa lên ô tô đang hái dừa phía sau vườn. Nghe tiếng vợ la hét, người chồng vươn dao lao ra giải cứu. Bị một đối tượng dùng bình hơi cay xịt vào mặt, dao cầm thanh sắt chống trả khiến một người chết và hai người bị thương. Sau đó, dao đến công an tự thú. Hiện công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ dao để điều tra về hành vi giết người, đồng thời tạm giữ người đối tượng khác để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trắng nha nè.
Rồi giờ anh em về tới Phong Hòa rồi. Đồng Tháp. Thế là anh em làm tô hủ tiếu với ly cà phê rồi anh dọc về tiếp. Không có bánh mà lấy cái hộp. Ủa gì kìa?